bốn phần là bị bắt cóc, tiếp theo là bị bắt nguy hiểm, sau đó là bị bắt đi lẫn và cuối cùng là bị trò chơi. Đây là bị bắt cóc, nó có điểm đặc trưng là hình tròn màu đỏ và ảnh mà khi từ màu đen nó có những thứ không được phép làm. Đây mình có một ví dụ đây chính là bị cấm ô tô để trái. Mình chiếc ô tô đây không? Có. Đây bạn nó bị mũi chân để trái công lực và công kia gạch nhưng là cấm ô tô để trái. Đường hay xảy ra tai nạn. Giờ này chúng ta đang tông vô cái xe này không? Đó, chúng ta tìm hàng.